xe cấp cứu đi. Mẹ em thế nào? Bác có vấn đề về huyết áp và nhịp tim thôi. Nãy lúc cấp cứu ý, huyết áp tăng vọt đến ngưỡng có thể gây ra đột quỵ. Nhưng hiện tại thì cũng ổn định hơn rất nhiều rồi. Chúng tôi đang xét nghiệm máu xem có vấn đề gì nữa không. Giờ anh chị có thể vào thăm bác. Cảm ơn chị. Anh về đi. Để anh đợi mẹ tỉnh lại đã. Bây giờ mẹ tỉnh lại, nhìn thấy cả hai dễ bị kích động huyết áp tăng, ảnh hưởng sức khỏe của mẹ. Có gì nhắn anh nhé. Ly hôn đi. Ly thân cũng nửa năm rồi. Bây giờ ly hôn luôn đi. Tôi chán ngấy cái cảnh vợ chồng hờ này lắm rồi. Tôi chán cả cái cách lúc nào cũng phải cố tỏ ra hạnh phúc trước mặt bố mẹ. Tôi chán cả cái lúc nào mẹ anh cũng chê bai tôi, trách móc tôi là một đứa con dâu không ra gì. Rồi chính cả giờ phút này nữa. Khi phải đứng gần anh ở vài chục mét vuông tủ túng này khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Không,